thị trấn nhỏ của tôi và những truyền thuyết đô thị. Chiếc xe mà không ai dám bước ra. Bất kỳ ai từng sống ở một thị trấn nhỏ đều biết tin đồn lan truyền nhanh chóng như thế nào. Đi đến đâu bạn cũng nghe những câu chuyện về các mối quan hệ, ai đó đã bị đuổi khỏi thị trấn, hay cách quản lý của quán ăn địa phương bị sa thải, và còn nhiều hơn thế nữa. Chắc chắn, thị trấn của tôi cũng có những điều đó. Nhưng những tin đồn không chỉ dừng lại ở đó. Những hiện tượng kỳ lạ, người mất tích, sinh vật huyền bí, bạn có thể nghĩ ra cái gì cũng được. Gần như ở mỗi góc phố bạn sẽ tìm thấy điều gì đó mà bạn ước mình không thấy. Để cung cấp thêm một chút bối cảnh, tôi sống trong một thị trấn nhỏ khoảng 2.000 người ở phía đông Colorado. Vì lý do riêng tư, đó là tất cả thông tin mà tôi sẽ cung cấp về vị trí của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã không rời bỏ nơi này và cũng không có ý định rời đi. Phần lớn những tin đồn này chỉ là vậy. Tin đồn, những truyền thuyết đô thị, folklore hay bất kỳ từ nào bạn cảm thấy phù hợp. Ít nhất, đó là những gì tôi từng nghĩ cho đến vài năm trước, khi tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về một số tin đồn. Khi còn nhỏ, tôi thường tình cờ gặp chúng. Khi lớn lên, tôi lại tìm kiếm chúng, để khám phá những điều kỳ lạ của thị trấn mà tôi rất yêu quý. Tôi ở đây để kể cho bạn nghe về thị trấn nhỏ của tôi và tất cả những điều tuyệt vời cũng như đáng sợ của nó, từng cái một. Bắt đầu với chiếc xe bị bỏ hoang của ông Marley. Đó là mùa hè năm 2017. Bạn bè tôi và tôi cảm thấy chán nản và đang đi lang thang quanh khu đất riêng. Ê, khoan đã, đây không phải là đất của ông Marley sao? Linda nói với tôi với một năng lượng tràn đầy. Ừ, tôi nghĩ đúng vậy. Tại sao lại quan trọng? Tôi đáp lại cô ấy với một giọng điệu không mấy quan tâm. Kali, bạn không nhớ tin đồn cũ về ông ấy sao? Bạn đang đùa đấy à? Linda nói với một tiếng cười khúc khích. Bạn thực sự mong tôi nhớ từng tin đồn nhỏ nhặt của thị trấn này à? Chưa kịp dứt câu thì Ellie đã nhảy vào. Ôi, đến đi, bạn phải nhớ. Trẻ con đã nói về ông Marley từ hồi trung học rồi. Tôi lắc đầu khi cô ấy cố gắng gợi nhớ cho tôi. Bạn biết đấy, chiếc xe cũ trong cánh đồng mà không ai dám ra khỏi đó hay đại loại như vậy. Vâng, tôi nghĩ tôi nhớ cái gì đó tương tự. Tôi đáp lại với một thái độ không mấy hứng thú. Đi nào, chúng ta hãy thử tìm xem. Ellie nói với sự phấn khích. Tôi hứa với bạn là không vui như bạn nghĩ đâu. Linda nói với một tiếng cười. Chờ đã, bạn đã vào trong đó rồi sao? Tôi hỏi với sự tò mò gia tăng. Không, thực ra tôi chưa bao giờ thấy ai ngồi trong đó cả. Tôi chỉ nhìn từ xa và cảm thấy sợ hãi nên đã bỏ đi. Chúng tôi đứng im tại chỗ. Sự tò mò dần dần lớn lên trong lòng. Tôi nghĩ mình có thể nhớ nơi nó ở. Đã vài năm rồi nhưng hãy cùng tìm thử. Chúng tôi đi lang thang quanh khu đất 100 mẫu trong một giờ đồng hồ. Cuối cùng thì tìm thấy nó. Thật gần như không thể nhận ra nhãn hiệu hay kiểu dáng của chiếc xe. Nó trông như từng là màu xanh nhạt nhưng đã bị phủ bởi nhiều năm rỉ sét và mục nát. Bị bào mòn bởi ánh nắng mặt trời mùa hè gay gắt và những mùa đông khắc nghiệt. Tôi không phải là một chuyên gia về xe cổ, nhưng nó trông giống như một chiếc xe từ những năm 1950. Nó hơi chìm vào lòng đất, như thể đã bắt đầu chấp nhận số phận của mình như một phần của mảnh đất này. Nó cách một con đường khoảng một dặm, nên thật sự không có lý do gì để nó lại nằm ở đó. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe cũ rích nào đó bị bỏ hoang giữa đống đất. Khi chúng tôi lại gần chiếc xe, chúng tôi cảm thấy không yên. Chiếc xe có một vài cây cối và bụi rậm xung quanh mà chỉ nhẹ nhàng cào vào lớp sơn, phát ra tiếng kêu kinh khủng mỗi khi gió thổi qua. Chúng tôi đứng cách chiếc xe vài bước chân và bắt đầu cười khúc khích một cách ngại ngùng. Tất cả chúng tôi đều không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Linda đã học cách mở cửa. Cô ấy cần một chút sức lực, nhưng cuối cùng cũng mở được. Các cửa sổ đều bị tối màu hoặc bị che khuất bằng cách nào đó. Vì vậy chúng tôi không thể nhìn vào bên trong. Miệng chúng tôi há hốc khi nhìn vào trong. Chúng tôi bị choáng ngợp bởi một nội thất đẹp đẽ của những năm 1950. Điều đáng ngạc nhiên là nó trông như mới tinh. Ít nhất tôi nghĩ nó sẽ trông như mới. Ghế ngồi màu đỏ anh đào và làm bằng da. Tôi có thể ngửi thấy mùi xe mới từ xa. Những viên xúc xắc lông treo từ gương chiếu hậu. Và điều kỳ lạ nhất là chiếc radio đang phát một bài hát cũ một cách nhẹ nhàng mà không ai trong chúng tôi nhận ra. Tôi nổi da gà khắp người. Tất cả chúng tôi đều nghe một số tin đồn về chiếc xe, nhưng không ai trong chúng tôi nhớ từng nghe nói về nội thất được bảo quản hoàn hảo. Linda cúi người tới trước và tìm thấy chìa khóa trong ổ khóa. Cô ấy hít một hơi thật sâu và ngồi xuống.
Ellie và tôi đều há hốc miệng khi cô ấy ngồi vào ghế xe. Chúng tôi đều đứng bất động, cảm thấy như những kẻ ngốc cố gắng không di chuyển khi gió thổi qua. Thấy chưa, tôi đã nói là điều này thật ngốc nghếch, Linda nói khi cô ấy bắt đầu nghịch ngợm với những đồ vật bên trong chiếc xe. Ellie và tôi đi vòng quanh chiếc xe, nhìn ngắm nó từ mọi góc độ. Vẫn có điều gì đó cảm thấy sai sai về tất cả chuyện này. Xin lỗi đã làm các bạn thất vọng, nhưng tôi vẫn còn ở đây. Như bạn thấy đấy, tôi vẫn đang ở trong xe mặc dù cô ấy đã đóng cửa xe trước khi câu nói kết thúc. Ellie và tôi đứng bên cạnh chiếc xe, đợi một khoảng thời gian khó chịu để cô ấy mở cửa lại. Chúng tôi đoán cô ấy đang cố gắng gây cười hoặc dọa chúng tôi và không muốn làm hỏng trò đùa của cô ấy. Sau khoảng thời gian có lẽ là một phút rưỡi, tôi tiến lại cửa xe. Tôi mở toang cửa xe ra, mong chờ cô ấy sẽ hét lên bắt được rồi hay nói điều gì đó ngớ ngẩn, nhưng thật bất ngờ, cô ấy không còn trong xe. Không chỉ vậy, mà nội thất của chiếc xe giờ trông đã cũ như bên ngoài. Chiếc radio tắt và chìa khóa thì không còn. Chúng tôi đã dành một giờ tiếp theo hoảng loạn tìm kiếm cô ấy. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm một mình vì không muốn gặp rắc rối vì đã ở trên đất riêng, nhưng sau khi không tìm thấy dấu vết của cô ấy, chúng tôi đã nhờ giúp đỡ. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Linda. Năm tháng trôi qua, dường như không ai quan tâm đến việc cô ấy mất tích. Tôi thậm chí không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về sự biến mất của cô ấy trên mạng. Một vài năm sau, tôi đi lang thang quanh cánh đồng của ông Marley. Tôi nhìn thấy chiếc xe và đủ can đảm để mở cửa xe. Tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy nội thất mới đẹp như trước khi Linda mất tích. Bài hát cổ điển phát ra từ chiếc radio khiến tôi rùng mình. Nó đưa tôi trở lại khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy Linda. Tôi kéo mình ra khỏi những ký ức mờ ảo và quay trở lại thị trấn. Tôi định về nhà nhưng ghé vào quán ăn địa phương. Tôi vừa bước vào thì trời bắt đầu mưa. Thời tiết dường như đang cố gắng phản ánh cảm xúc của tôi. Tôi ngồi xuống tại quầy bar cao, ghế bar kêu kéo kẹt khi tôi ngồi. Cô Patty nhìn thấy tôi từ bếp và có vẻ khó hiểu. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về cô Patty, nhưng cô đã sống ở thị trấn này lâu hơn hầu hết những người tôi biết. Cô chắc chắn đã chứng kiến nhiều chuyện, nhưng đó là một câu chuyện khác cho một dịp khác. Sao buồn vậy, cưng? Cô ấy nói với nụ cười và giọng địa phương. Không có gì, tôi chỉ đang có nhiều chuyện trong đầu. Tôi có thể nhận ra ngay khi nhìn lên cô ấy rằng cô không tin vào lời dối trá của tôi. Cô là một người phụ nữ cứng đầu và tôi biết mình sẽ không thể thắng trong trò chơi này. Được rồi, bạn thắng. Bạn đã từng nghe điều gì về chiếc xe cũ trong cánh đồng của ông Marley chưa? Chưa kịp dứt câu, mắt cô ấy đã mở to. Rõ ràng tôi đã gợi nhớ lại cho cô. Ôi, thật là lâu rồi tôi chưa nghĩ về chiếc xe đó. Vâng, khi tôi còn trẻ, chúng tôi thường thách nhau ngồi vào trong xe. Ban đầu chỉ có người nói nó bị ma ám vì nhạc phát trên radio. Rồi một ngày, bạn tôi là Rebecca đã đóng cửa. Tôi và vài đứa trẻ khác đứng từ xa xem nhưng bối rối khi cửa không mở. Tôi tiến lại để mở nó ra và cô ấy đã biến mất. Chúng tôi tìm kiếm cô ấy một thời gian rồi bỏ cuộc và về nhà. Chúng tôi kể cho bố mẹ và vậy là xong. Một tuần sau, tôi và bạn bè lại quay lại. Bạn tôi là San cũng làm giống như Rebecca. Cậu ấy ngồi xuống và đóng cửa. Tôi nghĩ bạn có thể đoán câu chuyện sẽ đi đến đâu từ đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Rebecca hay San nữa. Họ chỉ biến mất, như thể không còn gì cả. Một trong những câu chuyện bi thảm lớn của thị trấn này. Cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ khi lau chùi mặt quầy bar. Khoan đã, bạn của bạn là người đã bắt đầu truyền thuyết đô thị à? Vâng, thật không may. Họ không được đền đáp. Dường như mọi người khác chỉ quên họ thôi. Cô ấy dừng lại một chút rồi nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra rằng cô ấy đã nhận ra tôi đã đến chiếc xe cũ. Ôi không, đừng nói với tôi là bạn, tôi đã ngắt lời cô ấy. Vâng, bạn còn nhớ bạn tôi là Linda không? Cô ấy đã vào xe và không bao giờ bước ra nữa. Ôi, cô gái đáng thương ấy. Tôi rất tiếc, Kali. Cô ấy nói với tôi bằng giọng dịu dàng khi tôi cố gắng không bật khóc. Bạn biết không, có một điều luôn nổi bật trong tâm trí tôi về chiếc xe đó là chìa khóa trong ổ khóa. Khi cô ấy dứt câu, tôi chợt tỉnh lại. Chìa khóa hay lao? Tôi trả lời. Chà, như bạn đã biết, khi mở cửa chiếc xe, bên trong trông giống như mới toanh. Nó giống như được đưa về từ những năm 1950, nhưng ngay khi có ai đó bước vào và đóng cửa lại, lần tiếp theo mở cửa ra thì bên trong sẽ trở nên cũ kỹ, giống như bề ngoài của chiếc xe. Nhưng bạn có biết điều gì thiếu khi mở lại cái cửa đó không? Chìa khóa. Chính xác, tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì không, nhưng những chiếc chìa khóa đó đi đâu nhỉ? Tôi không rõ,
có lẽ chẳng có gì, nhưng giờ tôi đã quá già để làm gì về nó. Không, tôi nghĩ bạn đang tìm ra điều gì đó đấy. Tôi nói lớn và nhảy khỏi ghế, lao ra ngoài mưa. Tôi chạy về phía chiếc xe cũ. Trong lúc tôi chạy qua những hàng cây và nhảy qua các vũng nước, tôi bắt đầu nghĩ rằng ý tưởng này thật ngu ngốc. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy chiếc xe. Ngay khi mắt tôi dừng lại trên nó, tôi thề rằng mình cảm thấy nó đang nhìn lại tôi. Như thể thách thức tôi bước vào. Tôi từ từ tiếp cận chiếc xe, cảm thấy ngu ngốc vì đã sợ hãi, nhưng tôi phải nhắc nhở bản thân rằng cần phải cẩn trọng. Tôi nắm chặt tay lạnh ngắt quanh tay nắm cửa. Âm thanh của những giọt mưa rơi trên kính chắn gió khiến tôi có cảm giác bình yên giả tạo. Tôi mở cửa và bị chào đón bởi những hình ảnh và âm thanh quen thuộc của nội thất chiếc xe. Âm thanh saxophone trên radio nghe còn lớn hơn bao giờ hết. Tôi đặt đầu gối lên ghế, đảm bảo rằng nếu gió đóng cửa lại, chân tôi sẽ chặn lại. Tôi nghiêng người để lấy chìa khóa ra và gặp phải một sức cản lớn hơn tôi dự đoán. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là do chìa khóa bị rỉ sét và bị kẹt. Khi tôi kéo mạnh hơn, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Tôi buông chìa khóa ra và ngồi lại một chút để suy nghĩ, đảm bảo rằng chân mình vẫn giữ cửa không bị đóng lại. Khi tôi ngồi trong xe, tôi nhận ra mình cảm thấy thư giãn đến mức nào. Âm nhạc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ghế da mềm mại chạm vào chân tôi khi tôi tựa lên. Tôi cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn ngồi trong xe và đóng cửa lại. Sau một vài phút, cảm giác đó đã trở thành một điều mà tôi phải chiến đấu chống lại. Tôi nhắm mắt lại và nghiến răng, cầm chìa khóa và kéo một lần cuối. Thật bất ngờ, tôi đã có thể lấy chúng ra. Âm nhạc bắt đầu vang lên chói tai và chuyển từ một giai điệu nhẹ nhàng thành một bản nhạc hùng tráng. Tôi phải dùng hết sức mình để rời khỏi chiếc xe, nhưng tôi biết mình phải đi. Tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu mình nói rằng nếu tôi ở lại, có thể tôi sẽ tìm thấy nơi tất cả những người đó đã biến mất. Họ phải đi đâu đó chứ? Có thể với kiến thức mà tôi có về chiếc xe, tôi có thể tìm thấy họ và ra ngoài, nhưng tôi biết trong lòng rằng điều đó không đúng. Tôi đã thoát ra khỏi chiếc xe. Khi tôi ra ngoài, tôi chạy nhanh nhất có thể, không dám nhìn lại. Khi tôi chạy với chìa khóa trong túi, tôi không chắc mình đang chạy về đâu. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đưa chúng cho bà Patty, nhưng tôi không cảm thấy bà ấy nên gánh vác điều đó. Dù sao, chìa khóa có thể chẳng có nghĩa gì. Tôi quyết định giữ chúng lại. Tôi về nhà và vào phòng mình. Tôi tìm một nơi tốt để cất giữ chúng, nhưng cuối cùng chỉ ném chúng vào ngăn kéo đầu giường. Ngày hôm sau, tôi quay lại xem chiếc xe cũ để xem liệu có gì thay đổi không. Giờ tôi đã có chìa khóa. Bên ngoài vẫn bình thường. Tuy nhiên, tôi không chỉ gặp phải chiếc xe mất chìa khóa, mà nội thất của xe trông đã cũ, không còn là da mới như thường lệ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vấn đề đã được giải quyết. Tôi chỉ cần giữ chìa khóa ở nơi an toàn hoặc vứt bỏ chúng hoàn toàn. Tôi quay về nhà với kế hoạch để bỏ chìa khóa đi. Tôi mở ngăn kéo ra để tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu. Tôi hoảng loạn và đổ tất cả ngăn kéo ra sàn. Không có chìa khóa nào. Tôi lục tung cả phòng mình trong suốt nhiều giờ. Tôi cố nhớ xem liệu có phải tôi đã không bỏ chúng vào ngăn kéo. Có thể tôi đã nhớ nhầm. Cuối cùng tôi từ bỏ và đi ngủ. Dù sao đi nữa, có thể những chìa khóa đó tự chăm sóc bản thân. Giờ tôi không phải lo lắng về việc phải làm gì với chúng nữa. Khi sáng hôm sau đến, tôi phải lái xe ra khỏi thị trấn để làm một số việc. Tôi ra ngoài xe, nhưng trước khi mở cửa, trái tim tôi lặng đi khi nghe thấy âm nhạc phát ra từ radio. Tôi từ từ mở cửa và nhìn qua vô lăng để thấy chiếc chìa khóa rỉ sét cũ trong ổ khóa. Tôi cảm thấy cùng một khao khát mãnh liệt muốn đóng cửa lại và để chiếc xe đưa tôi đi đến bất cứ nơi nào mà chìa khóa đưa người ta đến. Nhưng tôi đã tập trung và lấy chúng ra. Sự hoang mang tràn ngập tâm trí tôi. Tôi có quá nhiều câu hỏi. Làm sao mà chìa khóa lại vào xe của tôi? Làm sao chúng lại vừa khít với cả hai ổ khóa của xe? Sau khi kiểm tra xem chìa khóa bình thường của tôi vẫn khởi động được xe, tôi nhảy ra ngoài và tìm một chỗ để chôn chiếc chìa khóa cũ. Chẳng bao lâu sau, nó đã nằm một phút dưới mặt đất. Một vài giờ sau, tôi kiểm tra xe của mình và thật ngạc nhiên, chiếc chìa khóa cũ lại quay về. Tôi lại lấy chúng ra. Lần thử nghiệm tiếp theo của tôi là đặt chúng vào một cái hộp và ném vào một cái ao. Chúng vẫn quay lại. Dù tôi làm gì, chúng cũng luôn quay trở lại trong xe của tôi. Tôi thậm chí đã cố gắng chia chúng ra làm hai với một số dụng cụ nặng. Chúng lại quay về sau vài giờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ những chiếc chìa khóa khốn kiếp ấy. Mà dường như nó yêu chiếc xe của tôi. Có vẻ như chúng cần một chiếc xe làm chỗ trú ẩn nào đó. Tôi không phải là một người yêu thích chiếc xe của mình có khả năng đưa tôi đến thế giới ngầm bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu có ai đó phải sống với nó,
họ nên là người biết rõ những gì chúng có thể làm. Nói như vậy, tôi không bao giờ cho ai mượn chiếc xe của mình. Và đó là một trong những điều kỳ lạ ở thị trấn nhỏ xinh đẹp của tôi.